Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với tựa game, đó chính là Plants vs Zombies 1, phiên bản siêu khó, phiên bản màn đêm nha anh em ơi. Cái game này nó khó dã man anh em ạ. Tất cả cây của mình thành zombie hết rồi này anh em, thấy không? Ui, anh em thấy mấy cây của mình nhớ. Mới đây. Cây ma luôn này, ngôi sao ma này. Đây, zombie cho anh em ơi. Nobihaza. Phiên bản là phiên bản Nobihaza anh em ơi. Zombie thì nó vẫn giống thường thôi, không có gì, nhưng mà khó lắm. Thật sự là cái game này nó khó dã man luôn. Mình sẽ chơi ở level 4 trên 10 nhé. Mình hồi trước mình đang chơi dở cái phần này. Ôi anh em thấy không? Anh em thấy màn đêm không? Vai nồi. Màn đêm mình còn không nhìn thấy cái méo gì luôn anh em ạ. What the fuck man. Tôi còn chơi kiểu màn đêm ấy chứ. Hảo ấy. Chơi kiểu gì? Cái này để đâu? Con quay này. Ma ơi, nó cứ kiểu tối đen, không nhìn được cái quái luôn, để vào trong anh em. Bảo vệ cái. Mình sẽ đặt một cái cây ở giữa này. Là đẹp anh em ạ. Đang xem nên đặt ở cái này. Mặt trời. Cái mặt trời để đâu nhỉ? Bắn từ xa. Cái đặt ở chỗ này được mà, không nhất thiết là phải đặt ở kia đâu, anh em hiểu không? Cái này đặt ở trên nước mà, ảo thế. Có mấy con này làm sao mà đánh được, con đấy làm sao mà đánh được nhỉ? Ảo Makarada, Shizuka, đấm mồm Nobita. Thật sự là khó à? Vãi cả khó luôn, không nhìn thấy cái gì đâu để mà chơi. Vãi nồi. Tôi đặt kiểu gì đây? Tôi đặt kiểu gì đây anh em ơi? Đặt kiểu gì bây giờ? Có lẽ tôi sẽ cần phải bảo vệ mấy cái hàng này thôi anh em ạ. Chắc chắn phải bảo vệ rồi. Mình chưa biết sẽ bảo vệ theo cái hướng kiểu gì. Tại vì nó rất là khó chơi anh em ạ. Chơi kiểu gì đây? Vãi cả nồi. Tại vì không nhìn thấy anh em ạ, tôi không nhìn thấy tôi chơi kiểu gì. Đúng, chính xác là không nhìn thấy thì đúng là không biết là chơi kiểu méo gì bây giờ. Thật sự luôn. Nó tiến vào anh em nhá. Tôi đang thấy những chỗ nào đang bị công anh em ạ. Chúng ta phải đặt thật nhiều chỗ như này vào này. Hiểu không? Bây giờ thì chết rồi, sắp tèo rồi. Làm sao mà đặt được cái cây ở đấy? Làm sao mà đặt được để thắng đấy? Thắng bằng mắt à? Ok, cái này sẽ dừng lại cái em gì nhỉ? Ok. Không phải nỗi là quá tệ anh em ạ. Cái này rất là quan trọng nha anh em. Cái này sẽ khiến cho cái con bay nó dừng lại anh em ạ. Hugh Way. Vãi cả nồi. Đang cố gắng đặt nhiều nhất có thể, bất kể chỗ nào. Nó lóe sáng cái là mình bắt đầu mình đặt anh em ạ. Chết tiệt thật, không biết được không đây. Vãi lều, không nhìn thấy cái gì luôn anh em. Không nhìn cái gì, thấy cái gì mà để mà đặt đấy. Cái này là không thấy một cái gì để mà đặt bây giờ. Có con tấn công ở phía sau anh em ơi. Có con tấn công phía sau này. Sẽ đánh kiểu gì đây? Tôi chưa biết đánh kiểu gì mấy con này đây. Cái này là để nghĩa có bọn mà đúng là ác mộng anh em ạ. Cái game đúng ác mộng luôn. Không nhìn cái gì để bọn nhập chơi. Hy vọng sẽ bắn được bọn kia. Ác
mộng thật sự rồi. Đúng là ác mộng thật sự. Úi. Thế rồi. Ôi trời, đặt xa thế. Lợn. Ơ. Nó phải đặt đấy để bẫy nó anh em ơi. Phải đặt ở dưới để bẫy nó anh em ạ. Thổi gió không? Thổi được anh em, thổi được. Vẫn đang thổi được anh em nhé. Không có chỗ để mà đặt luôn anh em ạ. Đặt kiểu gì đây? Đặt full chỗ nào đặt được thì cứ đặt thôi anh em. Chỗ nào đặt được thì cứ đặt thôi. Tại vì mình đang bất lực rồi anh em. Không biết nó đặt kiểu gì bây giờ đây. Chỉ có đậu hai đầu thôi. Đấy đi. Cái này quan trọng rồi. Đậu hai đầu đặt vứt đâu ấy. Em không nhìn thấy chỗ nào mà được chơi. Phải là lều à. Ui được, thắng rồi. Oh my god. Đáng sợ thật, không biết đây là cây gì à. Mù mắt luôn anh em ạ. Cái màn này gọi là quá khó để đã có thể chơi được. Lúc đầu mình chưa biết tác dụng của tất cả các loại cây anh em ạ. À, có zombie kìa. Ôi trời ơi, đánh kiểu gì đây? Mình có tất cả là sử dụng bao nhiêu ô? Tôi chơi xong game này tôi chắc tôi trầm cảm mẹ mất. Thật sự luôn. Tại vì nó khó. Khó dã man anh em ạ. Ờ, chưa. Để tôi chỉnh lại cái khung hình nhá. Tại vì trên nó bị mất một tí á. Mất một tí xíu á. Cái này à, cứ thoát ra là bị à, nó là bị đen màn hình. Thế mình là lạ. Cái game phải rõ từ ngày xưa anh em. Ôi giời. Nó bị lại bị lệch quá rồi. Rồi, chắc là ok ở đây anh em. Ôi mà tôi chơi xong cái này tôi trầm cảm mẹ luôn. Chắc tôi để trận sau chơi anh em ạ, chứ chơi này nó khó quá. Cái game Plan vs Zombie 2 kia nó quá là bình thường, nó quá là dễ. Cái game này nó cái mức độ nó khó, nó đẩy lên gọi là đỉnh điểm luôn anh em ạ. Rất là khét. Ok nhá. Rồi và chúng ta sẽ kết thúc tập này tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Mai mình sẽ tập chơi game này. Trời chết má mất, sợ dã man. Ác mộng.